Đây là một sản phẩm, thật ra nó không phải là đồ chơi, mà đúng là nó là đồ chơi thật. Thật ra nó là đồ chơi phụ kiện cho những chiếc smartphone và cũng như là những chiếc MacBook của mình ở bên đây. Và đây là một cái hub chuyển đổi 5 trong 1 của Bezos mình mua với mức giá chỉ là 270.000. Một cái giá quá rẻ nếu như anh em nghĩ tới những cái chiếc hub dành cho những chiếc MacBook, hay là anh em mua những cái cổng kết nối ngoài cho những chiếc smartphone, thì thường em sẽ nghĩ tới những cái sản phẩm kiểu nó rất là đắt, kiểu anh em sẽ phải tốn rất nhiều tiền, chẳng hạn như là của Philips, rồi của JCPenney, rồi của Hyperdrive gì đó tùm lum. Nói chung là mức giá của nó lên đến vài triệu. Nhưng với cái hub cực kỳ xịn sò này của Bezos, thì mức giá của nó chỉ là 270k thôi. Và nó xài có tốt hay không thì trong một vài ngày trải nghiệm vừa rồi thì ngày hôm nay mình sẽ đánh giá cho anh em nhé. Let's go. Mà anh em công nhận gắn vào gì giống cái súng không? Rồi, đầu tiên thì nói luôn về những cái cổng kết nối của nó ấy. Thì con này do mức giá của nó chỉ là 270k thôi, thì nó sẽ chỉ giới hạn ở những cái cổng, như là anh em sẽ có một cái cổng sạc Power Delivery này, cổng C này, anh em sẽ có hai cổng USB 3.0, và cuối cùng là anh em sẽ có một cái cổng khe thẻ nhớ lớn và một cái khe thẻ nhớ microSD. Về tốc độ đọc á, thì tất nhiên mình cũng đã thử rồi. Trung bình với những cái chiếc thẻ nhớ mình quay từ những chiếc máy ảnh ra thì tốc độ đọc của nó thì nó cũng tương đương với những chiếc USB gắn thẻ nhớ với tốc độ là 3.0. Thì tốc độ đọc của nó trung bình sẽ rơi vào khoảng tầm 70-80 MB mỗi file mà mình copy ra như vậy thôi. Bởi vì nó còn tùy vào cái tốc độ đọc và tốc độ nhận file của bộ nhớ trong của cái máy mà các bạn đang sử dụng nữa. Còn cái tốc độ của cái hub này mỗi lần mình chuyển file á, thì trung bình nó sẽ nhận được vào khoảng là 80-90 MB cũng có. Còn mình gắn vào những chiếc điện thoại thì có thể lên đến tầm 90-100 MB cơ. Nói chung đó là một cái tốc độ đọc mình cảm thấy rất là nhanh cho những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng, như là chiếc MacBook Pro MM của mình, và cũng như là mình dùng cho một vài những cái chiếc điện thoại mình có file vào đây và mình cắm thẻ nhớ vào đây, hay là mình cắm một cái USB gì đó mình cắm vào chiếc điện thoại của mình, và anh em chỉ việc bật nó lên kết nối bình thường. Quá đơn giản đúng không? Bên cạnh đó cũng còn một cái điểm nữa mình khá là thích ở cái hub này, đó chính là ở cái cổng C USB-C Power Delivery này nè, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em sạc lên đến là 100W luôn. Đây là một mức sạc rất là lớn. Ở thực tế thì 100W mình cảm thấy là mình không tin tưởng lắm, bởi vì với công suất lớn như vậy thì cái hub này nó chỉ giá rẻ như vậy đó, thì mình sợ là việc quản lý dòng điện của nó sẽ không được tốt. Nhưng mà thôi kệ, dù sao thì mình sạc cho chiếc MacBook Pro của mình, khi mà mình cắm qua cái hub này á thì nó vẫn nhận rất là tốt, đầy đủ 60W cho chiếc MacBook Pro MM của mình. Đấy. Ngoài ra thì về những cái thứ khác ở trên cái hub này á, thì về thiết kế của nó thì mình cảm thấy nó khá là đơn giản. Toàn bộ phần thân của nó sẽ được làm từ kim loại này, sờ vào thì rất là mát và cảm giác của nó có cái độ cứng cáp rất là tốt. Tuy nhiên mình cảm thấy cái hub này cảm giác nó hơi nhẹ, không biết là kiểu kim loại nhưng mà vẫn cảm giác kiểu nó nhẹ. Đôi khi mình cảm giác là chất lượng build hay là mình làm rớt cái thứ thì không biết là nó hỏng hóc hay không, nhưng mà mình tin là anh em nào xài hub á, thì anh em nên giữ kỹ một tí, bởi vì những cái này rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì cái điểm lợi nhất của cái hub này mà mình thấy được đó chính là về cái sự nhỏ gọn. Em có thể thấy nó chỉ như thế này thôi, nó không có một sợi dây kiểu rườm rà để anh em phải nối dây các thứ. Thề luôn, tôi là một đứa rất là ghét dây nhợ lằng nhằng, cho nên sử dụng cái hub này là một trong những cái hub không có dây, thì cứ vậy cắm vào cái cổng thì nó sẽ rất là tốt để anh em có thể có được một cái góc làm việc nó tiện dụng, nó gọn gàng nhất có thể. Nhưng có một cái điểm đó chính là anh em sẽ thấy cái này nó sẽ dài như thế này, và ngay đây nó sẽ là một cái cổng C, thì khi mà anh em cắm vào chiếc MacBook ấy thì nó sẽ bị mất đi một cổng đó, thì đâm ra là mình sẽ phải hy sinh đi một cổng C để mình chuyển sang để sử dụng những cái cổng kết nối khác, như là hai cổng 3.0 cũng như là cổng thẻ nhớ các thứ. Mình khá là ghét cái này, bởi vì đây là cái điểm yếu duy nhất của cái hub này mà anh em sẽ phải chấp nhận khi mà anh em sử dụng nó. Anh em không thể nào mà kiểu dùng cái hub này cho một cổng kết nối và sau đó cổng còn lại anh em sẽ cắm sạc, mà khi mà anh em dùng cái này rồi thì anh bắt buộc sẽ phải cắm vào và sạc thông qua cái cổng C của hub này luôn. Cho nên đôi khi trong một vài trường hợp mình cảm giác là mình vừa có file nhá, mình truyền file và mình sạc thông qua hub này, mình cảm giác là cái hub nó rất là nóng, mình rất là sợ là nó sẽ có một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thôi, nếu mình đã sử dụng cái hub này thì mình sẽ không cắm sạc để mang lại một cái sự an toàn nhất, và mình cảm thấy là nó sẽ chắc chắn nhất khi mà mình sử dụng những cái thiết bị như thế này. Nói thêm một chút về màu sắc của nó ấy, thì con này nó chỉ có một cái màu gray như thế này thôi, chứ nó không phải là màu silver như cái MacBook của mình. Cho nên anh em nào mà đang xài những cái chiếc MacBook hay là những cái điện thoại nào mà có cái màu gray như thế này nè, thì khi mà anh em cắm vào thì nó sẽ đồng bộ cho cái option của anh em hơn. Còn cái MacBook của mình với cái cục hub này ấy, thì nó lại khác màu, đem ra nhìn nó hơi lạc tông của anh em ạ. Nhìn quê mùa vậy. Ok, tổng kết lại thì với mức giá là 270k cho một cái hub có thể coi là rất là rẻ, cùng với đó nó mang lại cho anh em 5 cổng kết nối rất là tiện.
thì mình cảm thấy là đây là mức giá quá rẻ cho một chiếc cúp kiểu xịn sò như thế này. Mình đã chia sẻ cho anh em rất là nhiều những cái sản phẩm của Bezos rồi, họ thiên về những cái sản phẩm linh kiện rất là rẻ nhưng mà cái chất lượng của nó thì rất là tốt. Anh em nào sử dụng qua thì anh em đều biết rồi đúng không? Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái điểm yếu như mình đã nói rồi đấy. Anh em cắm vào anh em sẽ phải mất đi một cổng C ở trên những chiếc MacBook hay là những chiếc Ultrabook của anh em đang sử dụng này, và cũng như là anh em sẽ không có những cái cổng kết nối như là cổng HDMI hay là cổng gì đó để anh em xuất hình ảnh ra ngoài. Nói chung thì khi mà anh em sử dụng cái thuốc này, anh em sẽ phải chấp nhận những cái điểm trừ của nó, bởi vì mức giá của nó quá rẻ mà. Anh em cảm thấy sao? Đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nha. Và cảm ơn đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel GZ Malaga. Gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace. Bây giờ đi đấu súng rồi anh em. Chúng mày vào đây.